bắt được cá lai khủng long quý hiếm, chàng trai rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau. Mới đây, những hình ảnh về sinh vật được coi là nửa cá, nửa khủng long đang được cư dân mạng truyền tay nhau và tranh cãi về nguồn gốc. Được biết, con cá kỳ lạ này được người dân Nam Định phát hiện tại khu du lịch sinh thái Núi Ngâm từ năm 2015. Tuy nhiên, nó đã được một tài khoản Zalo đăng tải lại với dòng trạng thái: "Con gì đây?" Như trong hình ảnh, bạn có thể thấy phần dưới của sinh vật này khá giống với cá trê. Tuy nhiên, phần đầu lại mang hình hài của một con khủng long thường xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Với thân hình tròn, dài, da trơn và cái đầu kỳ dị, nó khiến nhiều người xem sửng sốt và đặt cho tên gọi thủy quái. Trong phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra thích thú: "Cá có đầu giống khủng long ghê, nhìn vết đen tưởng mắt của nó chứ. Nhìn như kiểu sản phẩm của cuộc tình ngang trái giữa một con cá heo và một con cá trê vậy. Con này giống cá heo, hao hao con lương, tóm lại nó là lương heo." Dẫu quá trình hình thành của con vật kỳ quái ấy vẫn chưa được giải đáp, nhưng một số người cho phán đoán rằng đây là loài cá chình quý hiếm bị đột biến gen. Loài cá này thường sinh sống ở khu vực thượng nguồn các con sông. Con này là con cá chình, bị con này cắn mẫu sẽ rất khó đồng đấy. Hiện những hình ảnh của con cá này vẫn đang thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, chưa có ai biết chính xác tên gọi cũng như nguồn gốc của loại sinh vật kỳ lạ này. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sinh vật này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Trùm Tin Bí Ẩn biết nha!